Trên thực tế, có thể nói PC vốn luôn là nền tảng giải trí tiện lợi, cũng như là hình thức giải trí đơn giản nhất dành cho game thủ, bởi nó là thiết bị mà hầu như ai cũng cần sử dụng. Thế nhưng sở hữu máy tính rồi thì cũng không có nghĩa là bạn có thể chơi bất cứ tựa game nào trên đời. Ngoài việc phải trả tiền bản quyền cho những con game bom tấn, thì cấu hình của chúng cũng là một rào cản không nhỏ. Và cứ nhìn vào những sản phẩm ra mắt trong năm 2023 trên PC máy tính, thì bạn cũng thấy chất lượng đồ họa và khối lượng nội dung của chúng khủng như thế nào, sẽ yêu cầu thiết bị của bạn phải đủ RAM và các đồ họa phải thuộc dạng cao cấp thì mới có thể cân được những game như vậy. Và đôi khi thứ tốt nhất lại chính là thứ phù hợp nhất. Và nếu như cấu hình máy tính của bạn chỉ ở mức tầm trung, có thể là từ 4 đến 6GB RAM với 2GB VRAM, thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo những tựa game sau đây sẽ phù hợp cho những PC laptop có hình tầm trung, vẫn có thể giúp bạn giải trí sau những giờ học tập hay là làm việc căng thẳng. Mặc dù được phát hành chính thức từ tháng 2 năm 2017, nhưng cho đến tận thời điểm này, For Honor vẫn luôn là một trong những game hành động chặt chém, phải nói là vô cùng bảnh cuốn của Ubisoft trong năm 2023, đem lại những trận chiến sắp lá cà nổi tiếng thời trung cổ vào game. Và dù cho khởi đầu không thuận lợi nhưng cho đến nay, game đã chiếm được cảm tình của phần đông cộng đồng game thủ, nhờ việc cập nhật nội dung liên tục, với hàng loạt nâng cấp đi kèm sự kiện thú vị bổ sung theo từng tháng. Và cái điểm hay của game mà mình hưởng thụ là bạn có thể lựa chọn giữa 3 loại quân, từ hiệp sĩ trung cổ châu Âu, chiến binh Viking và samurai Nhật Bản, với phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Khi giao tranh, chúng ta phải đoán hành động của kẻ thù, nếu đoán chúng có thể đỡ được đòn và phản công với những combo mạnh mẽ. Đã vậy, cấu hình đòi hỏi của game cũng chỉ nằm ở mức trung bình, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đồ họa chân thật. Những chiến trường với hàng nghìn nhân vật hỗn chiến chắc chắn luôn là một trong những tâm điểm được chú ý nhiều nhất trong For Honor. Sau sự thành công của phiên bản thứ 3, thì rất nhiều game thủ đã kỳ vọng vào bản game Far Cry 4. Và thực sự, Ubisoft đã không làm những fan hâm mộ của mình thất vọng. Game kế thừa những tinh túy đến từ những phiên bản tiền nhiệm, nhưng lại có những thay đổi một chút về cốt truyện. Và tại thời điểm năm 2014, thì đồ họa của Far Cry 4 cũng được hãng nâng cấp đáng kể, trở nên đẹp mắt chân thực và mang đến vô vàn sự mới mẻ. Lần này, người chơi sẽ được đưa đến một đất nước giả tưởng có tên Kirat. Quốc gia này theo chế độ quân chủ, và đang có một cuộc nội chiến giữa quân đội trung thành với nhà vua, với tên độc tài Pakamin muốn đứng lên nắm quyền cai trị vương quốc này. Và bạn sẽ là một người anh hùng Mỹ, dấn thân vào cuộc chiến giành lại độc lập tự do cho người dân bản địa. Và kỳ thực, game sở hữu một lối chơi rất đa dạng và dễ nghiện, với những màn hành động xứng tay hệt như những bản game trước đây. Và điểm trừ có lẽ nằm ở cốt truyện tẻ nhạt, thiếu sự lôi cuốn, cùng một số lỗi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game. Battlefield 4 cho đến nay đã tròn 10 năm tuổi, có thể xem là một trong những tượng đài của dòng game bắn súng FPS. Và điểm nhấn to lớn nhất của Battlefield 4 đến từ những chế độ chơi multiplayer vô cùng đa dạng, đã tạo nên thương hiệu của Battlefield trong suốt nhiều năm qua. Nhưng phổ biến nhất vẫn là hình thức Conquest 64 người, là nơi mà trải nghiệm chiến trường sẽ được truyền tải một cách hấp dẫn nhất. Và dù là ai, vai trò gì hay là sử dụng phương tiện như thế nào, thì bạn cũng sẽ tìm được chỗ đứng cho bản đồ rộng lớn, sát cánh cùng với tổ đội hòng bảo vệ những khu vực chiến lược, hay là đoạt chúng từ tay đối phương để đạt mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Ngoài ra, game cũng sở hữu kho vũ khí và khí tài vô cùng phong phú. Bên cạnh kho súng đa dạng của mình, thì số lượng những cỗ máy chiến tranh trong Battlefield 4 cũng nhiều không kém. Đặc biệt, game còn đưa những mạng thủy chiến lên một tầm cao mới, với sự góp mặt của thuyền tấn công, tên lửa phòng không, pháo chống tăng. Và nếu đang tìm một game FPS về chiến tranh hiện đại, phản ánh thực tế nhưng lại không quá nặng nề, thì Battlefield 4 là một lựa chọn không thể bỏ qua.
Mass Mart không phải là một tựa game ra đời với tiêu chí là tạo nên bất kỳ đột phá nào dành cho thể loại game hành động thế giới mở hiện đại, càng không thể vươn lên mục tiêu trở thành một cái tên xuất chúng, mà nếu không chơi thì mất nửa cuộc đời con người. Thay vào đó, game tập hợp những giá trị rất quen thuộc, nếu không muốn nói là nhàm chán đối với nhiều người, nhưng phương thức nó vận dụng và thực hiện theo những giá trị đó thật khó để chúng ta có thể chê trách được. Game kể câu chuyện về nhân vật chính mang tính biểu tượng, phiêu lưu qua những sa mạc rộng lớn, chiến đấu với vô số kẻ thù nhằm lấy lại chiếc xe yêu quý của mình từ tay một lãnh chúa. Hệ thống chiến đấu hỗn chiến của game phải nói là rất thú vị, thoải mái tung cước như là Sleeping Dogs, dễ dàng tung nắm đấm vào mặt kẻ thù chưa bao giờ là hết hot. Ngoài ra còn có thể nhảy vào xe của mình chiến đấu, làm nổ bình xăng đối phương tạo nên vụ nổ hoành tráng. Và đừng có bận tâm tới những triết lý sâu xa đòi hỏi vô căn cứ. Hãy thư giãn đầu óc rồ ga và sẵn sàng cho một chuyến follow. Phải nói là mang đậm tính giải trí cho một sản phẩm như thế này. Mortal Kombat 10 ra mắt vào năm 2015 thực sự là một cuộc lột xác ngoạn mục của dòng game đối kháng lâu đời, khi không những quay lại gốc rễ 2D của những game Mortal Kombat chính gốc mà còn mang đến nhiều yếu tố mới lạ trong lối chơi cũng như cốt truyện cũ mà mới, thuật lại những sự kiện cho 3 phần đầu với nhiều sự thay đổi. Và cũng sẽ không quá khi nhận xét rằng Mortal Kombat 10 chính là biểu tượng của dòng game đối kháng này. Điểm ấn tượng nhất trong game và cũng là thứ được game thủ quan tâm nhiều nhất có lẽ là dạng nhân vật đông đảo và đa dạng. Những cái tên nổi tiếng như là Kung Lao, Sub-Zero hay là Sonya Blade đã trở nên quen mặt với những ai yêu thích dòng game này. Đồng thời, game cũng sở hữu nhiều cải tiến tích cực trong lối chơi, nên đồ họa xuất sắc, gameplay mãn nhãn với những pha kết liễu thương hiệu thì không hề có một điểm gì có thể chê trách được. Và đi cùng với những cải tiến trong những phiên bản nâng cấp sau này, thì Mortal Kombat 10 thực sự là một trong những cái tên game đối kháng mà bất cứ ai nếu có cơ hội thì cũng nên thử qua dù chỉ là một lần. Tựa game hay nhất năm 2019 đến từ From Software chắc chắn phải có một chỗ trong danh sách của chúng ta. Và với lời hứa sẽ đem tới một game khó gấp bội Dark Souls, thì Sekiro đã không làm thất vọng khi trình làng game thủ một gameplay độc đáo có chiều sâu. Và quan trọng nhất là sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt truyện cùng lối chơi mây hoạt. Và nếu so với những người tiền nhiệm như là Dark Souls hay Bloodborne, thì tựa game này đã thay đổi về nhiều mặt nhằm lột xác hoàn toàn phong cách chiến đấu của mình, cũng như bổ sung thêm một loạt cơ chế leo trèo và stealth. Và nhờ việc thay đổi cơ chế chiến đấu sẽ khiến cho những trận đấu với boss trong Sekiro hoàn toàn khác so với những tựa game cũ của From Software. Và tự chung với màn trình diễn của game là vô cùng ấn tượng, tách biệt hoàn toàn với cái bóng của Soulborne trước đó đã ám ảnh cả ngành game trong suốt hơn một chục năm trước đây, xứng đáng với danh hiệu game hay nhất năm 2019 trên Steam. Và dù 4 năm đã trôi qua, nhưng trở lại con game này vẫn thực sự hấp dẫn và đầy sự lôi cuốn. Stray có lẽ là cái tên game mới nhất trong danh sách này, ra mắt vào tháng 7 năm 2022 với mức cấu hình dễ chịu không quá kén chọn. Và chỉ sau một ngày khi ra mắt, tựa game giả lập là Mel Stray đã lọt top
trong những sản phẩm yêu thích nhất trên Steam, với tỷ lệ đánh giá gần như tuyệt đối là 97/100. Game được tạo ra bởi một studio không quá nổi tiếng tại Pháp, đưa người chơi nhập vai những chú mèo với phong cách dạy dỗ nhẹ nhàng. Chú mèo trong game bị lạc tại một thành phố bí ẩn và kỳ lạ, nơi đây có đầy rẫy những người máy và sinh vật kỳ quặc. Bạn sẽ được đồng hành cùng với người bạn là robot B12, cùng nhau vượt qua rất nhiều trở ngại, với hy vọng tìm được con đường về nhà. Và kỳ thực, Stray là một tựa game indie rất đáng chơi, hấp dẫn với thế giới được xây dựng đặc sắc chất lượng, cũng như đặc biệt hơn là việc hóa thân thành bé mèo đáng yêu, đã phần nào mang tới một trải nghiệm khác lạ so với những game bom tấn ngoài kia. Một hương vị đổi gió mình cho là đúng thời điểm, nhất là cho những game thủ yêu động vật thích mèo, đang muốn có một chuyến hành trình đáng yêu và thú vị. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả. Vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn, để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.